Chào bạn, từ kênh YouTube của T16 Studio. Trong video này, mình sẽ giới thiệu đến bạn một phương pháp đặt camera và hai plugin giúp bạn hoàn thiện bức ảnh tốt hơn, áp dụng cho cả Corona và V-Ray. Mình sẽ chia sẻ toàn bộ bí kíp mà mình đã thực hiện trong suốt hơn 3 năm qua trong việc sử dụng camera và tối ưu khung cảnh. Mình tin rằng nó sẽ rất cần thiết dù bạn là người mới hay bạn đã có kinh nghiệm lâu năm. Rồi, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay bây giờ. Mình sẽ sử dụng một cảnh nội thất thông dụng. Cách mà mình chia sẻ trong video này sẽ áp dụng được cho cả nội thất và ngoại thất. Trước tiên, mình sẽ nói về cách đặt camera mà rất nhiều bạn đang áp dụng. Cách thứ nhất cũng là cách mà mình thấy phổ biến nhất, đó là đặt camera trên mặt bằng. Bạn sẽ cần về mặt top, lựa chọn góc để đặt camera. Chọn loại camera mà bạn cần, sau đó quét để đặt cam. Áp dụng tương tự với V-Ray Physical Camera. Vì mặc định, khi vẽ trên mặt top, camera luôn nằm ở vị trí có trục Z bằng 0, nên bạn sẽ cần phải di chuyển góc lên trên. Shift F để bật hiển thị khung render. Sau đó bạn sẽ cần điều chỉnh hướng theo đồng ý mà bạn muốn. Tương tự với Corona Cam. Ưu điểm của cách này là thao tác dễ dàng, dễ sử dụng nếu bạn là người mới. Bạn có thể nhìn bao quát toàn bộ không gian trên mặt bằng, nhưng nhược điểm của nó là bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để điều chỉnh cho đúng hướng mà bạn mong muốn theo góc nhìn phối cảnh. Cách thứ hai cũng là cách mà khi mới đi học mình được hướng dẫn, đó là đặt camera ở mặt phối cảnh. Bạn sẽ di chuyển góc nhìn trong mặt phối cảnh. Sau đó chọn camera mà bạn cần, quét chuột trong khung nhìn và ấn tổ hợp phím Ctrl+C để đặt camera. Ấn C một lần nữa để vào góc nhìn camera. Cách làm tương tự với Corona. Chọn Corona Cam. Quét chuột trong khung nhìn, Ctrl+C để đặt camera và C để vào góc nhìn camera. Ưu điểm của cách này là bạn có thể định hướng không gian trực tiếp trong góc nhìn phối cảnh. Nhược điểm của nó là bạn sẽ cần chọn loại camera và sử dụng phím tắt. Đó là những cách mà mình thấy nhiều người hay làm. Nếu bạn cũng sử dụng các cách này hoặc có một cách khác hay hơn, hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Cách thứ ba cũng là cách mà mình muốn giới thiệu đến các bạn, cách mà mình áp dụng sau thời gian tự nghiên cứu và tìm tòi về các plugin. Trước tiên, mình sẽ đặt camera trong góc nhìn phối cảnh. Hãy sử dụng khối Q để định hướng cho chính xác. Bật khung dây F3 và di chuyển vị trí cho đúng ý. Khi đã di chuyển đến đúng vị trí mà mình muốn, đối với V-Ray, mình sẽ tích vào biểu tượng V-Ray Physical Camera để tạo nhanh camera trên view nhìn. Sau đó chỉnh lại các thông số. Tương tự, nếu làm việc với Corona, mình sẽ tích vào biểu tượng camera có dấu cộng trên thanh Corona để đặt nhanh camera trên view nhìn. Mình sẽ điều chỉnh các thông số của camera. Cách này cũng đặt camera trong góc nhìn phối cảnh giống với cách thứ hai, nhưng bạn sẽ không cần tìm loại camera hay sử dụng phím tắt mà chọn nó ngay trên thanh công cụ. Đây chỉ là bước đầu tiên trong phương pháp đặt camera của mình. Tiếp theo, mình sẽ sử dụng một plugin để căn chỉnh bố cục cho góc cam vừa đặt, đó là sử dụng Image Composition Helper. Khi bật nó lên, Việc đầu tiên mình làm là điều chỉnh khổ ảnh trong phần Aspect Ratio. Thông số này là tỷ lệ khổ ảnh theo chiều ngang và chiều dọc. Điều này giúp bạn thay đổi khổ ảnh rất nhanh mà không cần vào cài đặt trong bảng setting. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng các tỷ lệ khổ ảnh có sẵn hoặc thêm các khổ ảnh mới theo ý thích. Add để thêm, Delete để xóa đi nếu không thích. Sau khi có một khổ ảnh ưng ý, mình sẽ sử dụng phần bên trên để căn bố cục cho bức ảnh. Có nhiều kiểu bố cục ở đây, bạn có thể tìm hiểu thêm về các kiểu chia bố cục thông dụng. Thường thì mình sẽ bật đồng thời Rule of Third để chia bố cục 1/3 và Custom chọn kiểu 3/3 để chia bức ảnh làm 4 phần theo chiều ngang và chiều dọc. Ngoài ra, bố cục theo tỷ lệ vàng cũng là một kiểu khá thú vị mà bạn có thể lựa chọn sử dụng. Bạn có thể kích chuột phải để xoay. Mình sẽ đặt một góc cam khác. Cách làm tương tự, di chuyển trong góc nhìn phối cảnh để tìm vị trí đặt cam. Kích biểu tượng camera có dấu cộng trên thanh công cụ để đặt nhanh camera trên view nhìn. Sau đó, hãy bật Image Composition Helper để điều chỉnh khổ ảnh và bố cục. Đối với mình, công cụ này rất tuyệt vời. Nó giúp mình tạo ra nhiều bức ảnh có bố cục chắc chắn chứ không chỉ đơn thuần là biết cách đặt một góc camera. Mình sẽ không bị gò bó trong một khổ ảnh nhất định và thoải mái sáng tạo hơn rất nhiều. Nhưng bạn sẽ nhận thấy một vấn đề nhỏ ở đây, đó là nếu bạn thay đổi tỷ lệ khổ ảnh, góc cam khác sẽ bị thay đổi theo. Rắc rối này sẽ được khắc phục khi bạn cài thêm một plugin thứ hai. Camera Resolution Mode chính là công cụ mà mình muốn nói đến trong phần này. Đây là công cụ giúp bạn khóa khổ ảnh render cho mỗi camera. Để sử dụng nó rất đơn giản. Hãy chọn camera. Trong Modify List, hãy chọn đến Camera Resolution Mode. Trong phần này, bạn sẽ cài đặt khổ ảnh khi render. Trước tiên, bạn hãy khóa khổ ảnh Aspect Ratio lại. Sau đó nhập khổ ảnh mà bạn muốn. Tiếp theo, bạn cần bỏ dấu khóa để không bị ảnh hưởng tỷ lệ này cho các góc camera khác. Một lưu ý nữa là bạn cần luôn để kiểu On Way để khi sử dụng công cụ này, khổ ảnh của các góc camera tiếp theo sẽ thay đổi tự động mà bạn không cần nhập lại các thông số nữa. Với một góc camera khác hoặc một camera tạo mới tiếp theo, sau khi đã căn chỉnh bố cục và khổ ảnh trong Image Composition Helper, bạn chỉ cần chọn camera. Sau đó chọn Camera Resolution Mode. Lúc này, bạn sẽ không cần nhập lại số liệu nữa. Plugin sẽ tự động nhập số liệu cho khổ ảnh bằng cách giữ nguyên thông số chiều rộng width và thay đổi thông số 2 theo đúng tỷ lệ mà bạn vừa chọn. Bây giờ khi bạn thay đổi giữa các góc nhìn của camera, tỷ lệ khung render cũng thay đổi theo. Mình tin rằng với những người thích sử dụng hai hoặc nhiều khổ ảnh khác nhau trong một bài như mình, sẽ có thể nhận thấy rất nhiều ưu điểm của hai plugin này. Chúng đơn giản và dễ sử dụng. Chúng cho phép bạn cài đặt nhiều khổ ảnh, căn chỉnh bố cục và thay đổi góc nhìn linh hoạt. Nếu bạn có sử dụng batch render để render nhiều góc camera khác nhau, bạn không cần nhập lại số liệu khổ ảnh cho từng góc. Điều này sẽ rút ngắn thời gian làm việc hơn rất nhiều so với cách làm thông thường. Tóm lại, cách mình đặt camera sẽ là: bước 1, đặt camera trong góc nhìn phối cảnh, sử dụng nút tạo nhanh camera trên thanh công cụ. Bước 2, sử dụng Image Composition Helper để căn chỉnh khổ ảnh và bố cục. Bước 3, sử dụng thêm Camera Resolution Mode nếu trong bài có nhiều khổ ảnh khác nhau. Giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cài đặt hai plugin này nhé. Trước tiên, bạn cần tắt 3DS Max đi. Camera Resolution Mode yêu cầu phiên bản Max từ 2010 trở lên và Image Composition Helper yêu cầu phiên bản từ 2020 trở lên. Hiện tại thì chúng chưa được cập nhật cho phiên bản 3DS Max 2024 tại thời điểm quay video này. Đây là phiên bản miễn phí, bạn có thể vào link trong phần mô tả để mua phiên bản Pro ủng hộ cho tác giả. Để cài Camera Resolution Mode, bạn chỉ cần copy plugin và paste vào đường dẫn này trong ổ C. Để cài Image Composition Helper, bạn hãy mở 3DS Max lên. Sau đó kéo nó trực tiếp vào vùng làm việc của 3DS Max. Tiếp theo, hãy vào Customize, Customize User Interface, Toolbar. Trong mục này, bạn hãy kéo xuống phần bên dưới. Hãy tìm đến The Faction CGI. Bây giờ bạn hãy kéo Image Composition Helper vào một vị trí nằm trên thanh công cụ chính. Khi nó hiện lên mũi tên như thế này, hãy nhả chuột ra. Đối với plugin này, tác giả không tạo cho nó một icon giống như các công cụ khác. Bạn có thể để nguyên như thế này và sử dụng. Vì mình không thích có chữ dài dòng, mình sẽ biến nó thành một icon giống các plugin khác. Cách làm rất đơn giản. Hãy kích chuột phải vào dấu cộng, chọn đến Edit Button, chọn kiểu Image Button. Đây là nơi chứa các icon của các lệnh đã cài đặt trong 3DS Max. Bạn hãy chọn một hình mà bạn không sử dụng đến. Mình sẽ sử dụng hình này. Giờ thì trông thanh công cụ đã gọn gàng hơn rất nhiều. Mình hy vọng bạn có thể áp dụng hai plugin tuyệt vời này cho công việc của bạn. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like để cho mình một động lực tạo ra các video hay hơn trong thời gian tới nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại!